Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh là thành viên chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hoạt động chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn thuộc trách nhiệm của bốn bộ trưởng, trưởng ngành, gồm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn sâu và tình hình thực tế ở các địa phương, cơ sở, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên tinh thần xây dựng trách nhiệm cao có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình có nhiều đề xuất kiến nghị hiến kế cho chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành trong công tác chỉ đạo điều hành khắc phục những hạn chế khó khăn vướng mắt trong thực tế tiếp tục đưa hoạt động chất vấn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ họp trong phiên chất vấn sáng nay, các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh về phương án giải quyết khó khăn trong khai thác khoáng sản, nhất là vật liệu sang lắp các công trình giao thông trọng điểm, những tác động tiêu cực khi sử dụng các biển để thực hiện các dự án, nhất là các dự án đặc biệt quan trọng. Việc sử dụng các biển thay các sông còn là mang mặn vào giữa cánh đồng, lũ, trũng, cao trình thấp, nền đất yếu, nhất là trong tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng phức tạp và khó lường như hiện nay. Bộ trưởng có giải pháp gì kể cả trước mắt và lâu dài để vừa có đủ nguyên vật liệu cho các dự án nhưng không làm ảnh hưởng đến tiêu cực môi trường, đảm bảo được an ninh nguồn nước? Trữ lượng cái cắt biển của chúng ta là rất lớn. Và hiện nay thì cắt biển của chúng ta cũng đã được sử dụng san lấp và sử dụng trong các cái khu kinh tế, khu công nghiệp, các cái dự án ven biển hiện nay thì cắt biển thì được sử dụng mà tốt nhất thì là ở những cái khu vực đã nhiễm là có một cái độ nhiễm mặn à, rồi là cắt biển phải làm thế nào mà đảm bảo được là về nguyên tắc về môi trường là không được gây nhiễm mặn cho các cái khu vực xung quanh thì như vậy tùy theo công trình tùy theo dự án à, tùy theo cái cái, cái cái mức độ thì sẽ được đánh giá tác động của từng dự án một và từng dự án một này nhưng mà với một cái nguyên tắc là không được để ảnh hưởng đến nhiễm mặn tôi cũng đồng ý với đại biểu Kim Yến là như vậy cũng trong sáng nay bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh trả lời chất vấn của đại biểu xung quanh việc quản lý khai thác bảo vệ tài nguyên biển quốc gia tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an ninh nguồn nước giải pháp phòng chống tình trạng hạn hán xâm nhập mặn thiếu suy giảm ô nhiễm nguồn nước giải pháp nghiên cứu thăm dò khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên khoáng sản quý hiếm